Xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh Ký Sự Câu Cá Đăng Nông. Hôm nay mình lại tiếp tục ra bãi này để chiến đấu. Một bãi thuộc hồ trung tâm huyện Krông Nô, tỉnh Đăng Nông. Hồ tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên nha anh em. Anh em câu thoải mái. Anh em nào có dịp ghé qua Krông Nô của mình thì mình sẽ chỉ cho anh em một số bãi. Hồ này thì khá là thoáng, không có vướng cây vướng cối gì đâu. Một số anh em câu bên kia, và câu ở phía cống cũng có, bên này cũng có. Nói chung là rất nhiều bãi để anh em thử sức. Cá thì khá là nhiều, cá cũng lớn. Tuy nhiên thì nó hơi khôn anh em ạ. Nên là nhiều khi cũng phải may mắn nữa mới câu được. Hôm nay thì trời cũng gió gió và có một chút nắng. Thời tiết như thế này thì theo mình là rất đẹp này để săn hàng khủng, đặc biệt là hàng khủng. Sóng lớn như thế này thì hàng khủng nó sẽ bớt cảnh giác đi anh em ạ. Thì tạo cơ hội cho chúng ta chinh phục được nó. Và bây giờ mình sẽ ra cần ngay bây giờ đây. Cái cần này nó kéo chéo cứ sang một bên rồi anh em ạ. Ủa mất rồi anh em ạ. Đau nhỉ. Không dính. Ôi thôi, lại tuột rồi. Lại tuột anh em ạ. Mình giật nó nặng nặng tay rồi nhá. Sảnh rồi. Sảnh rồi. Cày quá anh em ạ. Khả năng chấm là rất cao nhá. Ăn rất nhẹ. Đấy, mình bồi cho nó phát đây mà. Rong rong được một lúc rồi vẫn mất. Cay thế nhỉ. Chưa, đau chưa? Con nghĩ
Ủa? Lại sảnh tiếp rồi anh em ạ. Hôm nay là cái ngày gì mà sao đen thế nhỉ? Ba phát cắm đều sảnh cả ba. Chẳng hiểu nữa. Ai, bị đen rồi anh em ơi, bị nguyền rủa rồi. Sao mà được cá đây? Chọn cần đi vào làm cá rô phi về. Về nó phép với vợ nó câu được, đéo gì. Có ai đâu, có em anh địch cứu bố. Gì đấy? Ta rồi. Đang định về. Về kéo dính rồi. Có ai đâu, có em anh địch cứu bố. Gì đấy? Ta rồi. Đang định về. Về kéo dính rồi. Đủ mẹ. Chết rồi. Có cây rồi. Nguy hiểm quá anh em ạ. Không biết còn cá không đây. Còn. Còn cá. Ôi dồi ôi. Toàn cây ấy. Đấy, sang bên này là chắc. Đang định về anh em ạ. Đang định bảo dặn cần về thì lúc kéo. Rồi, giờ thì bình tĩnh thôi. Chép hồng. Ồ, ba cái. Thấy luôn rồi. Anh chép nó kéo nó phải như thế chứ. Cái con đấy chật qua đây thôi. Chép to anh em ạ. Kệ nó chắc. Dạ đúng rồi. Ôi nó kéo ghi vào kia tưởng vào gốc cây đấy chứ. Trời cái thật ngã đấy, thả chân nào. Khoan năng anh ấy, cứ nhấp vượt đi đi. Nào bành nó vượt. Không nó vướng vào thành vượt đấy. Thôi rồi ok. Lên hàng em ơi. Chúc mừng chú. Ui, hàng này to phết đấy các bạn.
Hàng đấy em ơi, ui cha. Đồ anh ngờ. Đang định về chứ. Anh về à? Đang định về. Đang ở ăn cơm mỏ nhưng mà. Đóng cần nhá, mình. Đóng cái thế gì chung nhỉ? Ủa, dính ba lưỡi cơ mà, sao mà thoát được? Không thoát được. Lạch xe mà, xe mà dây dài kia thì đúng rồi. À, ba nhát rồi. Đấy. Tớ vô hình vậy. Đấy. Hàng đây anh em ơi. Báo cá. Làm cho nó một buổi rồi. Quá đẹp luôn. Trời ơi, kéo quả bay tóc. Rồi. Vừa nãy thấy anh rồi này. Chấm. Ngon. Ngon rồi. Mày sao dính hoài vậy? Mẹ. Lật ngã đấy, ngã đấy. Từ đầu vào nhá. Ôi, tới đây đây vừa chạy. Với cái đầu á. Qua lên hàng em ơi, lên hàng liên tiếp anh em ơi. Hay nhờ. Phải thế đấy các bạn. Ui giời, tóc máu rồi nha. Sâu. Rách rách đấy. Ê, hàng đấy anh em ơi. Về chưa? Chờ rất là sáng cái giờ tự nhiên nổ hai quả liên tiếp lên anh em ạ. Hết con chép bây giờ lên con chấm này. Quá phê. Thành quả ngày câu hôm nay của mình đây anh em ơi. Cứ nghĩ là móm ấy chứ. Nào ngờ đúng là phút chót nó. Nó cho hai em. Hai em khủng quá anh em ạ. Đây anh em ơi, xem hàng đẹp chưa đây. Tuyệt vời chưa. Đấy, một em chép nhá. Khủng nhá. Đây, vào đây thêm một em chấm nữa này. Đấy. Sướng chưa? Thì hôm nay buổi sáng thì nó kéo 3 phát mà sảnh cả 3 anh em ạ. Trong cái lúc khoảng 4 giờ chiều chúng mình đang định đút cần thì bắt đầu em cá chép này ăn. Đấy, xong rồi khoảng 5 đến 10 phút nữa em cá chấm lại ăn luôn. Đúng là đỏ là ăn hết anh em. Phút chót làm lên lịch sử. May không bị móm. Quá tuyệt vời anh em, hàng hôm nay đẹp. Mướt mát luôn anh em này. Nhá. Anh em
Nếu thấy video hay nhớ like video giùm mình nha. Like video, chia sẻ video, cho mình một bình luận ở phía dưới. Và đặc biệt là hãy đăng ký kênh Ký Sự Câu Cá Đắk Nông để đồng hành với mình trong những buổi câu sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Thank you.